chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, vào giờ này, mỗi ngày em đều cảm thấy rất là háo hức bởi vì được gặp các đầu bếp cùng nhau hướng dẫn những món ăn ngon cho quý vị khán giả đó. Em có biết không, bản thân anh cũng vậy nữa. Được chia sẻ nghệ thuật nấu ăn với Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả, đó là một niềm vui rất là lớn cũng như một niềm và vinh hạnh rất là lớn của anh. Và hôm nay nha, anh Vũ á, niềm vui của anh á sẽ được nhân lên tới 2 hoặc là 3 lần lận đó. Em nói cái gì mà chắc như đinh đúng cột vậy? Chẳng qua là ngày hôm qua bạn em có làm một bài thơ rất là dí dỏm về các loại cá. Anh có muốn nghe không? Em chia sẻ cho. Chắc chắn là muốn rồi. Cá chim thông thả lượn bay, cá lạc vui vẻ tháng ngày thênh thang, cá heo nuôi tại chuồng nhà, cá ông sống chẳng cá bà đáng thương, cá ngựa phi đại đường trường, cá đào cá kiếm sát thương có ngày. Cá mập chẳng lúc nào gầy, cá hồi xa xứ đời quay trở về. Quả là hay, anh xin bổ sung thêm 2 câu nữa. Cá thu chẳng biết đến hè, cá sấu cứ bị bạn bè chê bai. À, thật là hay. Bạn Vũ ơi, trong cái không khí rất là nhiều loài cá như vậy nè, hay là mình chọn một loài cá giới thiệu món ăn cho ngày hôm nay đi. Chắc chắn rồi. Thưa quý vị và các bạn, cá thì là rất tốt cho sức khỏe vì trong cá có rất nhiều vitamin D cũng như là B6, đặc biệt là axit béo omega 3. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một món ăn làm từ cá có tên gọi là cá chiên ngâm nước tương. Nguyên liệu để làm món này gồm có cá thu 300g, cà rốt, phần tây, hành tây, ớt sừng, tỏi băm, bột mì, một số gia vị thông thường, hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và nước tương Lisa. Anh Vũ ơi, nếu mà mình mua cá thu sắc khoanh như thế này nè, làm sao mình biết được là cá thu ngon hay không ha anh? Khi chúng ta cắt ra đường khoanh thì chúng ta thấy màu đỏ hồng như vậy, tức là chứng tỏ cá thu còn tươi ngon. Dạ. Và các bạn lưu ý khi ta để làm món cá chiên này thì chúng ta cắt dày khoảng 1cm thôi các bạn nhé. Thì bây giờ anh sẽ ướp cá. Trước tiên anh sẽ ướp cá với lại 2 muỗng cà phê Aji ngon. Dạ. Một chút xíu tiêu. Và 1 muỗng cà phê tỏi băm. Dạ. Và anh cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê nước mắm. Dạ. Và anh sẽ cộng đều lên ha, để cho gia vị được thấm đều vô từng miếng cá. Ngọc Hương đang có một cái thắc mắc nè anh Vũ, sao mình không ướp nước tương mà mình ướp nước mắm ha anh? Em biết không, món ăn này xuất phát từ Nhật. Tuy nhiên anh có thay đổi một chút xíu gia vị để phù hợp hơn với khẩu vị của người Việt Nam mình. Mà em biết không, nước mắm khi chúng ta ướp vô cá, khi chiên thì dậy lên mùi nước mắm rất là quen thuộc và hấp dẫn nữa. Còn nước tương, tí xíu anh sẽ hướng dẫn cho em. Dạ. Bây giờ cá chúng ta ướp khoảng 15 phút thì là cá thấm. Trong khi chờ cá thấm thì tôi sẽ cắt cái loại rau này. Dạ. Và anh chuẩn bị một cái thố thủy tinh. Sau khi cắt rau xong anh sẽ cho vào đây. Dạ. Rồi chúng ta cắt sợi. Chúng ta sẽ cho vào thố thủy tinh. Tiếp đến, hành tây anh cũng cắt sợi. Cần tây mình cũng cắt hình dạng giống như là cà rốt ha Vũ ha? Đúng vậy em ạ. Và ớt chân anh cũng cắt sợi luôn. Bây giờ cá thu sau khi đã ướp, anh vúa bỏ sạch hết cái gia vị khi nãy ha. Dạ. Để chiên không bị cháy. Anh để qua bên đây. Sau khi chúng ta đã vúa sạch hết gia vị thì chúng ta bún một lớp mỏng bột mì áo bên ngoài từng miếng cá. Dạ. Như vậy. Tại sao mà mình phải bún bột mì để phủ một lớp áo cho cá nha anh? À, em cứ biết không, chúng ta bún bột mì để khi chiên thì bên ngoài cá được giòn, ở trong thì còn mềm và không bị khô. Dạ. Đó, thấy giòn nóng rồi đó anh. Được rồi. Dạ. Anh sẽ cho vào. Chúng ta cho vào thì cho từ thành chảo xuống ha. Dạ. Như vậy thì sẽ không văng mọi người. Trong khi chờ Ngọc Hương chiên cá thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách pha nước tương. Trước tiên ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn 12 muỗng canh nước lọc. Và chúng ta cho vào đây 6 muỗng giấm gạo Lisa. Kế tiếp chúng ta cho vào đây 4 muỗng rưỡi nước tương Lisa. Dạ. Cuối cùng mình cho vào đây 3 muỗng canh đường. Anh Vũ ơi, cá đã vàng như thế này rồi được chưa anh? Đúng rồi đấy em, vàng dày được rồi, để anh vớt ra. Dạ. Vớt ra và cho ngay vào giấy thấm dầu. Đúng vậy. Và cá sau khi chúng ta chiên xong cho vào giấy thấm dầu để cho cá nguội còn ấm ấm thì chúng ta sẽ cho vào rau và chúng ta cho cái nước tương pha khi nãy vào liền. Dạ. Mình cho cá còn ấm ấm để cá dễ thấm gia vị đúng không anh? Đúng vậy. Bây giờ sẽ cho nước tương vào nha. Dạ.
Rồi sau khi chúng ta để cá khoảng 30 phút cho cá thấm thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa ha, anh sẽ bày ra dĩa cho bắt mắt hơn. Có màu của cà rốt nè, màu của ớt, của cần nè. Đúng rồi, anh cho vào đây một miếng cá. Và chúng ta chắc chắn phải cho miếng nước tương pha vào. Dạ. Và chút xíu ngò rí. Sẽ có màu xanh. Đúng vậy. Mà không biết là chất lượng món ăn như thế nào ha anh Vũ ha. Đây, có đây, có đây. Mời em thử ha. Cảm ơn anh Vũ. Rồi. Cá thì thấm đều tất cả các gia vị. Rau củ thì giòn. Ăn vừa chua chua ngọt ngọt. Thật là thích đó anh Vũ. Chúc quý vị ngon miệng với món ăn này. Và đừng quên viết thư chia sẻ cho chương trình ở hộp thư số 1 của Điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.